Chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hàng ngày trong cuộc sống, chúng ta sử dụng rất nhiều các đồ dùng điện, ví dụ như là quạt, đèn, máy tính. Ở nhà bếp thì sử dụng như là nồi cơm điện, bếp điện, máy xay sinh tố. Và các đồ dùng điện này, nó đều sử dụng nguồn năng lượng đó chính là điện năng. Và nhờ vào những cái đồ dùng điện này mà giúp cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta nó trở nên tiện nghi, thoải mái hơn. Vậy thì điện năng có vai trò như thế nào trong đời sống? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài số 32. Tìm hiểu vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. Có hai nội dung, bài này có hai nội dung. Thứ nhất là tìm hiểu về điện năng. Nội dung thứ hai là vai trò của điện năng. Đầu tiên tìm hiểu điện năng là gì? Điện năng là năng lượng của dòng điện. Và để tạo ra điện năng, có những cách thức nào để sản xuất điện năng? Gồm có, đối với nước mình thì có là sản xuất điện năng từ nhà máy nhiệt điện, từ nhà máy thủy điện, từ nhà máy điện nguyên tử. Thì ở đối với những nước phát triển thì người ta sử dụng nhà máy điện nguyên tử để chế tạo điện năng ha. Còn đối với nước mình thì có nhà máy nhiệt điện, thủy điện. Và ngoài ra thì còn có nhà máy sản xuất điện năng từ nguồn năng lượng là năng lượng gió hoặc là từ năng lượng mặt trời. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu sản xuất điện năng từ nhà máy nhiệt điện. Giới thiệu về các bộ phận bao gồm có lò hơi. Đây là tuabin hơi và máy phát điện. Máy phát điện thì có chức năng là gì? Đó là tạo ra điện năng. Quy trình sản xuất điện năng của nhà máy nhiệt điện. Đầu tiên, nguồn năng lượng đó là nhiệt năng của than và khí đốt. Nó sẽ đun nóng nước để biến nước thành hơi nước. Hơi nước đi qua tuabin hơi sẽ làm quay tuabin hơi. Và khi tuabin hơi quay thì sẽ làm quay máy phát điện. Khi máy phát điện hoạt động thì nó sẽ tạo ra điện năng. Quá trình sản xuất điện năng từ nhà máy nhiệt điện được thể hiện thông qua cái sơ đồ. Đầu tiên là nguồn năng lượng đầu tiên, năng lượng đầu vào là sử dụng nguồn năng lượng của nhiệt năng của than và khí đốt trải qua các quá trình để tạo thành điện năng. Vậy các quá trình này bao gồm như sau? Bao gồm là gì em? Bước đầu tiên là gì? Người ta sử dụng nhiệt năng của than khí đốt để làm gì? Để đun nóng nước, để có biến nước thành hơi nước. Hơi nước sẽ làm quay tuabin hơi. Tuabin hơi sẽ làm quay máy phát điện. Và khi máy phát điện hoạt động thì nó tạo ra điện năng. Đối với nước mình thì một số nhà máy nhiệt điện như là có nhà máy nhiệt điện tên gì các em? Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, nhà máy nhiệt điện Uông Bí, nhiệt điện khí đốt Phú Mỹ. Và ở Thủ Đức thì có là nhiệt điện Dầu ở Thủ Đức. Ngoài ra, ngoài phương pháp sản xuất điện năng từ nhà máy nhiệt điện thì còn có phương pháp sản xuất điện năng từ nhà máy thủy điện. Nhà máy như là nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhà máy thủy điện Tuyên Quang. Điện năng như sau. Đầu tiên là dòng nước ha. Dòng nước sẽ được chứa trên các đập ở trên cao. Và
Ở đây là tua bin nước, máy phát điện. Sử dụng nguồn năng lượng là thủy năng của dòng nước để làm quay tua bin nước. Và khi tua bin nước quay thì nó sẽ làm quay máy phát điện. Máy phát điện hoạt động thì tạo ra điện năng. Tiếp theo là quá trình sản xuất điện năng từ nhà máy điện nguyên tử. Giới thiệu về các bộ phận bao gồm có lò phản ứng hạt nhân, nồi nấu, hơi nước, tua bin, máy phát điện và điện năng. Thế năng lượng đầu vào sử dụng là năng lượng chất nguyên tử. Quá trình sẽ tạo ra điện năng được thể hiện như sau. Năng lượng nguyên tử sẽ đun nóng nước, biến nước thành hơi nước. Hơi nước sẽ làm quay tua bin hơi. Tua bin hơi làm quay máy phát điện và máy phát điện hoạt động thì phát ra điện năng. Ngoài tạo ra điện năng bằng cách là nhiệt điện, thủy điện hoặc điện nguyên tử thì ở nước mình thì có là tạo có trạm phát điện năng lượng gió ở Ninh Thuận hoặc là ở Bạc Liêu. Trạm phát điện năng lượng mặt trời ở Đắk Lắk. Sau khi đã tạo ra được điện năng thì để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ thì làm cách nào để truyền tải? Đó là dùng đường dây tải điện. Dùng đường dây dẫn điện để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Mà từ nhà máy điện nè sẽ để đưa lên đường dây truyền tải điện cao áp thì sẽ thông qua dùng trạm biến áp tăng áp để tăng nguồn điện áp lên, đưa lên đường dây truyền tải cao áp 220 kV hoặc là 500 kV để truyền tải đi đến nơi tiêu thụ. Và để đối với đường dây cao áp nè, để muốn đưa đến nơi tiêu thụ thì nó sẽ thông qua trạm biến áp giảm áp để giảm điện áp xuống cung cấp cho khu công nghiệp hoặc là khu dân cư. Để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ thì sẽ dùng đường dây dẫn điện. Đường dây dẫn điện có chức năng là truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Tiếp theo là phần vai trò của điện năng. Em hãy nêu ví dụ về việc sử dụng điện năng trong các lĩnh vực. Trong ngành công nghiệp, thì có sử dụng những loại máy móc nào? Rất nhiều ha, các loại máy móc trong ngành công nghiệp như là máy may, máy tiện, máy hàn, máy ép nhựa. Trong ngành nông nghiệp dữ máy bơm, máy nghiền thức ăn gia súc. Đối với giao thông vận tải thì cần có đèn giao thông, xe điện, y tế giáo dục, máy điện tim, máy vi tính, văn hóa thể thao, đèn sân khấu,
đèn bãi. Thông tin thì có tivi, đài loa, điện thoại. Vậy thì sau khi làm cái phần này chúng ta nhận xét gì? Điện năng có vai trò hết sức quan trọng trong gia đình, trong công nghiệp. Điện năng là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho máy và thiết bị. Nhờ có điện năng mà quá trình sản xuất được tự động hóa, cuộc sống của con người tiện nghi, đầy đủ, văn minh hơn. Cô vừa trình bày xong bài 32, vai trò điện năng trong sản xuất và đời sống. Và đây là nội dung cho phần viết bài. Điện năng thì có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống hàng ngày và trong sản xuất. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng điện năng thì chúng ta cần phải đảm bảo an toàn và chúng ta cần phải chú ý an toàn để đảm bảo an toàn cho bản thân và cũng như là để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Vậy thì có các nguyên nhân gây ra tai nạn điện nào và làm thế nào để biện pháp nào để đảm bảo an toàn điện? Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài số 33, An toàn điện. Tìm hiểu vì sao xảy ra tai nạn điện. Mời các em quan sát hình 33. 33.1 có các nguyên nhân nào gây ra tai nạn điện? Hình A, hình B, hình C. Hình A thì người ta muốn nói gì? Đó là khi sửa chữa điện, không cắt nguồn điện và không sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện. Tức là không sử dụng như là găng tay nè, không rút với vít cắm nè, tức là không ngắt nguồn điện nè, không sử dụng đúng dụng cụ bảo vệ an toàn. Tiếp tục hình B đang nói gì? Là cái vỏ của cái bàn là này nó bị rò điện ra ngoài nè. Do đó chúng ta mà không biết chúng ta vô tình chạm phải đó thì chúng ta sẽ bị điện giật. Như này, sử dụng đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ. Tiếp tục hình C các em thấy không? Thấy lỗi dây dẫn điện không? Do quá trình sử dụng lâu ngày thì do cái phần vỏ cách điện nó bị bong tróc đi và đưa cái phần lõi dây dẫn điện ra ngoài. Nếu vô tình chúng ta chạm phải thì chúng ta sẽ bị điện giật. Vì nguyên nhân đó là chạm trực tiếp vào dây dẫn không bọc cách điện. Vậy thì để khắc phục cái biện pháp này chúng ta sẽ làm gì các em? Chúng ta sẽ thực hiện lấy băng keo quấn nó lại á, chúng ta sẽ thực hiện cắt điện dây dẫn điện. Vậy thì nguyên nhân đây đầu tiên đó là do chạm trực tiếp vào vật mang điện. Tiếp tục nguyên nhân thứ hai, các em nhìn nè, nhìn hình thấy gì? Thấy là cái đội này người ta đang thi công và phía trên thì có đường dây cao áp. Nếu vô tình mà chúng người ta cầm cái cây hoặc là cái cây á, cái kem mà giơ cao lên á thì nó sẽ vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây cao áp nên phải đặc biệt chú ý ha. Thì nguyên nhân thứ hai gây ra tai nạn điện đó là vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp. Bởi vì đối với lưới điện cao áp thì điện áp của nó cao. Điện áp cao thì xảy ra hiện tượng đó là hiện tượng phóng điện. Nếu trường hợp chúng ta đi vào cái vùng phóng điện đó đó, ví như cầm cái cây mà đưa lên cái đường dây cao áp đó thì nó sẽ nằm vào cái vùng phóng điện của đường dây cao áp thì sẽ bị điện giật. Do đó đối với đường dây
Đối với đường dây cao áp thì phải có một cái khoảng cách để đảm bảo an toàn. Các em nhìn thấy cái khoảng cách an toàn nhìn vào bảng 33.1 nè. Đối với lưới điện trạm cao áp 22 kV, dây bọc thì khoảng cách tính theo chiều rộng là 1 m, đối với dây trần thì là 2 m. Nè, các em nhìn hình để biết được chiều rộng với lại chiều thẳng đứng nè các em. Ở đây khoảng cách ở đây người ta chỉ là chiều rộng khoảng cách là 4 mét. Vậy thì nó là điện áp bao nhiêu volt? Điện áp là 66 đến 110 kV. Thì khoảng cách dây 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 ấy là chúng ta sẽ cách là 4 mét theo chiều rộng. Vậy lớp nhìn hình thấy tính nè, tính chiều rộng 4 mét nè, thấy không? Và theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn điện tính thẳng đứng xuống, tính vuông góc xuống thì phải tránh cách và khoảng cách đảm bảo an toàn đó là 3 mét. Thì đối với lưới điện cao áp chúng ta phải đảm bảo cái phần khoảng cách này, nếu vi phạm thì sẽ gây ra tai nạn điện. Nguyên nhân thứ ba, các em nhìn hình thấy là dây dẫn điện bị đứt ha. Dây dẫn điện có điện bị đứt rơi xuống đất thì phần điện này sẽ truyền xuống đất. Và nếu chúng ta đi vào phần cái vùng đất mà bị nhiễm điện thì chúng ta cũng có thể gây ra có thể bị tai nạn điện. Thế khi gặp trường hợp này các em sẽ làm gì? Không đến gần, các em phải tránh xa ra nha. Và báo ngay đối với các trạm quản lý điện tránh xa ra. Và khi mà chúng ta mà đi đường á, khi mà trời mưa đó thì các em phải đặc biệt lưu ý tránh xa cái đường dây cao áp, tránh xa cái đường dây đề điện ra, tránh xa cái cột điện ra để tránh trường hợp mà dây dẫn điện bị đứt rơi xuống đất mà chúng ta không nhìn thấy. Khi trời mưa thì chúng ta phải đặc biệt chú ý để đảm bảo an toàn. Thì có các nguyên nhân gây ra tai nạn điện bao gồm vi phạm do chạm trực tiếp vào vật mang điện, do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp, và nguyên nhân thứ ba là do đến gần dây điện bị đứt rơi xuống đất. Từ các nguyên nhân này chúng ta sẽ làm sao để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện và khi sửa chữa điện. Tai nạn điện thì dẫn đến hậu quả như thế nào, gây ra các hậu quả gì? Đó là đầu tiên là có thể gây ra hỏa hoạn, và tiếp theo là gây ra chết người, rất là nguy hiểm nha. Và hàng năm á, thì có rất nhiều các tai nạn điện, các tai nạn hỏa hoạn, cháy nổ mà nguyên nhân là do chập điện. Từ các nguyên nhân gây ra tai nạn điện, chúng ta sẽ đề ra biện pháp để sử dụng điện một cách an toàn. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện. Thế khi sử dụng điện chúng ta phải làm gì? Trường hợp đầu tiên, hình đầu tiên nè, chúng ta sẽ khắc phục bằng cách là thực hiện tốt cách điện, dây dẫn điện, cách điện bằng bằng băng keo á. Ở hình B nè, hình B thì làm sao để tránh trường hợp bị rò điện? Thì chúng ta phải kiểm tra bằng bút thử điện, xem đồ dùng điện có bị rò điện ra vỏ hay không ha. Chúng ta phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp. Khi sửa chữa điện thì phải làm gì? Phải rút vít cắm điện. Một số đồ dùng điện thì để đảm bảo an toàn người ta sẽ thực hiện nối đất. Ví dụ như là tủ lạnh hoặc là máy giặt thì người ta sẽ thực hiện nối đất. Tức là đưa dây dẫn điện á, ở phía sau của cái tủ lạnh sẽ có một cái dây dẫn điện và người ta sẽ đi cái dây dẫn điện này xuống đất để mục đích là khi mà rủi ro mà có bị rò điện ra vỏ đó thì cái dòng điện này nó sẽ đi theo dây dẫn điện đi xuống đất, thì còn lại cái dòng điện khi chúng ta chạm vào thì cái dòng điện này sẽ rất là nhỏ, không có gây ảnh hưởng, không gây nguy hiểm. Vậy thì
Khi sử dụng điện, chúng ta phải thực hiện các biện pháp như là thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện, kiểm tra cách điện của đồ dùng điện, thực hiện nối đất cho đồ dùng điện và không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp. Thế thì tiếp tục là nguyên tắc khi sửa chữa điện. Trước khi sửa chữa điện ta phải làm gì? Trước khi sửa chữa điện chúng ta cần làm gì? Hình A là người ta đang làm gì các em? Hình A là rút vít cắm điện. Hình tiếp theo, người ta đang làm gì? Hình C, người ta đang làm gì? Đó là ngắt cầu dao hoặc là CP tổng. Tiếp tục hình B, người ta làm gì? Đó là rút nắp cầu chì. Vậy trước khi sửa chữa điện, chúng ta phải thực hiện đó là ngắt nguồn điện. Ngắt nguồn điện bằng cách đó là ngắt cầu dao tổng, hoặc rút vít cắm điện, hoặc là cầu chì. Thế thì khi sửa chữa điện để đảm bảo an toàn thì nên có một người đứng giữ cái CP tổng và một người thì sẽ thực hành sửa chữa để đảm bảo an toàn, để tránh trường hợp mà có người vô tình, người ta không biết, người ta lại mở cái CP lên ha. Thế khi sửa chữa điện phải ngắt nguồn điện và phải có một người canh giữ để đảm bảo an toàn. Biện pháp tiếp theo là sử dụng đúng dụng cụ bảo vệ an toàn điện. Em hãy kể tên một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện mà em biết. A là giày cao su cách điện. B là giá cách điện. Tiếp theo là các dụng cụ lao động có chui cách điện. Cái phần chui cách điện này sẽ được làm bằng cao su để thực hiện cách điện này, ví dụ là kềm nè, phần tay nắm thì là phần cao su để cách điện nè, phần cò lê nè. D là gì? D là găng tay cao su cách điện. Khi thao tác sửa chữa, người ta có thể mang cái găng tay cao su này vào để cách điện hoặc là. Hãy cho biết những hành động sau là đúng hay sai. Đầu tiên, câu đầu tiên, chơi đùa hoặc trèo lên cột điện cao áp là đúng hay sai? Là sai nha, rất nguy hiểm nha, tuyệt đối tránh xa cái đường dây cao áp ra. Thả diều, có được thả diều gần đường dây dẫn điện không? Không nha. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp, đúng hay sai? Đúng. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp là đúng. Chơi gần dây néo dây chằn cột điện cao áp là sai. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp có được hay không? Không nha, tránh xa đường dây cao áp ra. Vừa trình bày xong bài 33 an toàn điện. Sau khi tìm hiểu bài 33 này, các em phải có ý thức sử dụng điện năng một cách an toàn. Mến chào các em, hẹn gặp lại các em vào bài tiếp theo.